Alo, 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 alo
năm. À, bây giờ đây là cái thang địa, à, cái sơ đồ để chúng ta chẩn đoán và xử lý cái bệnh động mạch chi dưới mãn tính. À, bệnh động mạch chi dưới thì nó chia ra làm các cấp độ. Thứ nhất là bệnh động mạch chi dưới mãn tính, thứ hai là bệnh động mạch chi dưới có thiếu máu chi trầm trọng, và thứ ba là bệnh động mạch chi dưới cấp tính. Thế đây là cái sơ đồ để chúng ta tiếp cận với bệnh nhân chẩn đoán là bệnh động mạch chi dưới mãn tính. Thì chúng ta phải khi chúng ta xử lý các cái bệnh nhân đó thì chúng ta phải đánh giá về mức độ đau của bệnh nhân. Mức độ đau đó thì chúng ta dựa vào cái thang điểm Leris và Fontan, đấy là cái thang điểm đau cách hồi. Rồi chúng ta đánh giá các cái mức độ nguy cơ của cái người bệnh đó như nào. Rồi xem là bệnh nhân đã có tổn thương loét chi hay chưa, ở mức độ nào, và các cái có cần thiết phải các cái điều trị kháng sinh nếu như bệnh nhân có các cái mức độ nhiễm trùng đang tiến triển. Và chúng ta có thể là phải loại bỏ bớt cái ổ loét nhiễm trùng đấy, để chúng ta có thể đáp ứng chợ để người bệnh có thể đáp ứng với điều trị kháng sinh, và từ sau đó thì chúng ta mới là tiến hành làm các cái can thiệp về mặt tái về mặt tưới máu chi cho người bệnh. Và sau đấy thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân đánh giá để xem bệnh nhân có thể được tái tưới máu theo phương pháp nào, bằng các cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh. Chúng ta có cho bệnh nhân làm siêu âm tim, làm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp MSCT động mạch chi dưới. Và sau đó thì chúng ta sẽ chụp động mạch cản quang để chúng ta đưa đến cái chiến lược chúng ta có thể làm gì cho bệnh nhân. Nếu mà bệnh nhân có thể tái tưới máu được, hoặc là bệnh nhân không tái tưới máu được, thì chúng ta sẽ chia làm hai cái nhóm đó. Thế bệnh nhân nhóm mà tái tưới máu được đó thì chúng ta căn cứ vào cái tổn thương hẹp đó là ở mức độ hẹp như nào, thì chúng ta chỉ căn cứ chúng ta chỉ có thể làm được các cái tổn thương là hẹp ngắn, hoặc là hẹp không hẹp mà có thể can thiệp được. Tí nữa sẽ đi vào phần chi tiết hơn. Hay là các cái tổn thương động mạch đó đã bị tắc rồi thì chúng ta sẽ đưa ra được cái đánh giá được cái nguy cơ là khi can thiệp chúng ta có thể tái tiêm máu được cho bệnh nhân hay không, hay là chúng ta phải chuyển sang bệnh nhân làm cái phẫu thuật, hoặc là vừa phẫu thuật vừa kết hợp với can thiệp, để tức là hybrid để chúng ta tưới tái tiêm máu cho bệnh nhân, hoặc là tái tiêm máu bằng bắc cầu. Và nếu các cái bệnh nhân đó mà được tái tưới máu bằng cái phương pháp can thiệp nội mạch đặt nong bóng và đặt stent đó mà thành công, thì khi đó chúng ta sẽ phải có chiến lược cho cái việc điều trị tiếp theo, đó là gì? Chăm sóc vết loét, rồi là duy trì cái kết quả can thiệp đó bằng cái phương pháp điều trị nội khoa toàn diện, đó là gì? Các phương pháp về chống tập tiểu cầu, rồi statin, rồi kiểm soát huyết áp và đường và mỡ máu và lipid máu và đường máu, và tích cực tập luyện loại trừ các yếu tố nguy cơ. Đấy, thì đấy là cái điều trị sau khi can thiệp mạch. Còn trong trường hợp mà bệnh nhân không can thiệp mạch được mà phải mổ bắc cầu, thì nếu mà thành công thì chúng ta lại tiếp tục điều trị duy trì bằng các phương pháp điều trị nội khoa. Còn trong trường hợp mà bệnh nhân điều trị mổ bắc cầu mà không thành công, thì chúng ta sẽ cân nhắc cái việc là kết hợp giữa giữa can thiệp với lại bắc cầu, tức là vừa ngoại khoa mà vừa kết hợp với can thiệp nội mạch, để chúng ta đánh giá xem là bệnh nhân ấy có thể làm được cái việc đó hay không. Nếu mà đến cái phương pháp đó mà chúng ta thấy là bệnh nhân vẫn chúng ta vẫn không có thể làm được cho bệnh nhân, can thiệp điều trị thất bại, thì lúc đấy chúng ta sẽ phải cân nhắc với cái việc là cắt cụt chi cho bệnh nhân.
Thì nếu mà phải cắt cụt chi thì sau đấy không phải là chấm hết, mà sau đấy là phục hồi chức năng cho người bệnh sau cắt cụt là vô cùng quan trọng. Nếu cắt cụt chi xong rồi về để ngồi trên giường hoặc là ngồi ngồi xe lăn đi, chẳng cắt cụt để làm gì, bởi vì là sau đấy thì những cái chi cái động mạch còn lại nó sẽ tắc tiếp, và chúng ta bắt buộc phải cho bệnh nhân là gì, lắp chân giả, và bắt bệnh nhân phải phải vận động, và cái sự vận động đấy nó sẽ làm cho tái tới máu chi, và nhất là cái chi còn lại chưa bị cắt cụt. Và cái nếu mà trong trường hợp mà mổ phẫu thuật mắc cầu mà cũng thất bại ạ, thì khi đó chúng ta cũng phải cân nhắc đến cái việc là cái cắt cụt chi, và làm sao mục tiêu của bác sĩ của chúng ta là giảm tối đa cái tỷ lệ bệnh nhân tàn phế do phải cắt cụt chi. Do đó cái việc tiếp cận sớm, điều trị đúng, chỉ định đúng, can thiệp hoặc là phối hợp nhiều cái biện pháp can thiệp trên cùng một người bệnh, hoặc có thể phải can thiệp đi can thiệp lại nhiều lần để làm sao cho tư máu chi được tốt hơn, và giúp cho cái việc là giảm cái tỷ lệ cắt cụt chi. Thế thì cái điều trị nền tảng của bệnh loạn chi dưới mãn tính là gì? Thuốc kháng kết tật tiểu cầu, thuốc kháng kết tật tiểu cầu, thuốc statin. Statin nó cũng giống như bệnh lý xơ vữa khác thôi. Thuốc điều trị tăng huyết áp, chúng ta sẽ lựa chọn các cái nhóm thuốc mà tốt cho việc cải thiện chức năng động mạch, như là nhóm ức chế biến chuyển, ức chế thụ thể, kiểm soát tốt đường huyết, cai thuốc lá, và có thể phối hợp thêm các cái nhóm thuốc để tăng tưới máu ngọn chi, tăng vận chuyển các cái tế bào máu như là silostazol. Đây là khuyến cáo của châu Âu năm 2017. Cũng đưa ra cái cấp độ khuyến cáo là cái ngừng hút thuốc lá là một cái việc hết sức và bắt buộc, hết sức quan trọng và bắt buộc với bệnh nhân bị bệnh động mạch chi dưới, với cấp độ khuyến cáo 1B. Ngoài ra thì người ta còn khuyến cáo các cái sống lành mạnh, đó là gì? Chế độ ăn kiêng để không béo phì, để không bị rối loạn mỡ máu và đường máu, và các cái hoạt động thể lực là hết sức quan trọng với người bệnh động mạch chi dưới, và cũng khuyến cáo cấp độ 1C. Statin làm cái thuốc chỉ định bắt buộc với tất cả các bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới, với khuyến cáo cấp độ 1A. Vào cái kiểm soát lipid máu, thì bệnh động mạch chi dưới nó nằm trong nhóm bệnh động mạch xơ vữa, và đây là khuyến cáo 2017, chứ các bạn biết 2019 thì cái LDL cholesterol ở cái nhóm bệnh này đã phải cần phải đưa giới là 1,4 chứ không phải 1,8 nữa milimol trên lít LDL cholesterol, thì nó nằm trong nhóm bệnh có nguy cơ cao. Ngoài ra thì người ta có khuyến cáo là với bệnh động mạch chi dưới, người ta phải kiểm soát thật là tốt và chặt chẽ đường huyết, giúp giảm yếu tố nguy cơ của cái thiếu máu chi, và chống tập với cầu là được khuyến cáo với tất cả các cái bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới mà có triệu chứng. Và kiểm soát huyết áp cũng là một cái việc không thể thiếu trong bệnh động mạch chi dưới, với con số huyết áp phải đạt được ở dưới mức 140 trên 90 mmHg thủy ngân. Các cái thuốc khác kết hợp để điều trị tăng huyết áp ở các bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới được khuyến cáo là ức chế biến chuyển và ức chế thụ thể. Bởi vì không những là nó hạ huyết áp mà nó còn cải thiện chức năng nội mạc ở các cái đã được chứng minh qua các nghiên cứu ở cái nhóm bệnh này. Thế bây giờ thì cụ thể là vận động thì chúng ta phải vận động cho bệnh nhân vận động như thế nào? Thì với mỗi một cái mức độ, đây đây là một cái thang điểm để cho chúng ta thấy là cái tương ứng với cái vận động dưới 30 phút, thì cái quãng đường đi được sẽ là như thế này. Và trên 30 phút thì cái quãng đường đi được là thế này, và cái tần suất cần phải như theo khuyến cáo với các nhóm bệnh nguy cơ là gì? Ít nhất là 3 lần trong một tuần, và mỗi một lần là ít nhất là 30 phút. Thế rồi là nếu mà các cái chương trình mà khuyến cáo về chăm sóc bàn chân ở người bệnh động mạch chi dưới, người ta khuyến cáo là tốt nhất là bệnh nhân phải được được đi bộ hàng ngày, hoặc là chạy trên thảm chạy, hoặc là đi bộ, và hoặc là kết hợp các biện pháp khác nhau để làm sao tăng tưới máu chi cho người bệnh. Thế thì
các cái biện pháp tái tưới máu thì ở tầng chủ chậu thì người ta thấy là gì? So sánh giữa hai cái biện pháp là phẫu thuật cầu nối chủ đùi và can thiệp mạch thì người ta thấy rằng là cái phẫu thuật chủ đùi hiệu quả sau 5 năm là được 81 đến 85%. Tử vong chu phẫu là từ 5 đến 8% và kết quả hạn chế với xơ vữa nặng lan tỏa và nó chỉ định cho các cái giai đoạn Rutherford ở giai đoạn 3 trên 3. Bây giờ can thiệp mạch thì cái hiệu quả sau 5 năm là 65 đến 80% và cái tử vong quanh cái thủ thuật là sẽ là 0,1%. Chỉ định lựa chọn tùy từng tổn thương. Và nó cái can thiệp mạch đó nó được chỉ định cho Rutherford giai đoạn trên 2. Đấy là cái can thiệp mạch. Bây giờ các cái tổn thương, các cái kiểu tổn thương thì chúng ta thấy rằng là các cái tổn thương nào thuận lợi cho các cái can thiệp mạch. Ví dụ như là tổn thương type A và là cái tổn thương khu trú mà cái vùng hẹp đó nó ngắn hoặc là một nhánh thì đấy là những cái tổn thương mà thuận lợi cho cái việc can thiệp. Hoặc cái ở cái tip B này là gì? Là cái cũng là cái tip mà tổn thương thuận lợi cho cái việc là can thiệp nội mạch. Còn những cái tổn thương ví dụ như tổn thương tắc ở vị trí gốc động mạch chậu hai bên hoặc là tổn thương hẹp ở cả hai bên hoặc là một bên tắc một bên hẹp thì hoặc là tổn thương ở mức độ D là rất nặng đó. Thì ví dụ như là tắc động mạch chủ bụng ở dưới thượng động mạch thận lan đến động mạch chậu gốc hai bên rồi hẹp lan tỏa động mạch chủ chậu hai bên rồi là hẹp nhiều tầng ở một bên động mạch chậu hoặc là tắc cùng của một động mạch chậu hoặc là tắc ở cả hai bên thì với tip C và tip D thì người ta ưu tiên cho cái việc lựa chọn phương pháp điều trị là phương pháp phẫu thuật. Bây giờ tầng đùi kheo thì với cái can thiệp nội nội mạch thì người ta thấy kết quả ngắn hạn trong vòng 5 năm là 60 đến 80%. Thì người ta có thể làm chất liệu là cầu nối tĩnh mạch tự thân. Thì ta thấy tỷ lệ tử vong quanh phẫu thuật là khoảng từ 0 đến 3% và chỉ định cho cái Rutherford giai đoạn trên 3. Với cái can thiệp thì kết quả từ 2 đến 5 năm là 40 đến 70%. Kỹ thuật và kết quả thì tùy thuộc vào mức độ tổn thương động mạch là tắc hay là hẹp, tổn thương lan tỏa hay là tổn thương trong ống đùi và cái tỷ lệ tử vong thì thấp và chỉ định cho Rutherford giai đoạn trên 2. Đây là các cái tổn thương động mạch tầng tầng đùi kheo. Thì đây là type A. Type A là cái tổn thương một vị trí động mạch. Đây chúng ta nhìn đây, ví dụ đây là tổn thương động mạch đùi nông hoặc là tắc động mạch đùi nông và đây đây là tổn thương type A. Type B là tổn thương dài hơn và đây cái tổn thương nó dài hơn cái type A và có thể kết hợp là không chỉ tổn thương một chỗ mà có thể tổn thương nhiều nhánh động mạch thì type B này vẫn còn có thể làm can thiệp được. Với type C thì là tổn thương nhiều tầng trên một động mạch hoặc type D là tắc nhiều động mạch thì khi đó chúng ta sẽ phải làm cái chỉ định là phẫu thuật bắc cầu cho người bệnh thì đấy là các cái chỉ định mà có hiệu quả điều trị với từng nhóm bệnh một khác nhau và khuyến cáo của Mỹ năm 2016 về mặt điều trị sau can thiệp thì người ta thấy rằng là kháng kết tật tiểu cầu với aspirin đơn đơn trị liệu từ 75 đến 325 mg một ngày hay là clopidogrel đơn trị liệu với liều là 75 mg một ngày xin được khuyến cáo để giảm nhồi máu cơ tim, đột tử
đột quỵ hoặc là tử vong do tim mạch ở bệnh nhân PAD có triệu chứng. Và cái bệnh nhân PAD không triệu chứng, tức là ABI dưới 0,9 thì liệu liệu pháp kháng kết tập tiểu cầu là hợp lý để giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ và tử vong tim mạch. Chúng ta thấy là điều trị bệnh động mạch chi dưới nhưng không phải chỉ nhằm là giảm triệu chứng của cái chi, mà chúng ta làm giảm các cái biến cố có thể xảy ra với nhóm bệnh động mạch sơ vữa, mà cụ thể là nhồi máu cơ tim, đột tử, đột quỵ và tử vong tim mạch. Và bệnh nhân PAD không có triệu chứng, tức là ABI từ 0,91 đến 0,99, thì cái lợi ích của liệu pháp kháng kết tập tiểu cầu để giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ hay là tử vong do tim mạch là không chắc chắn. Đấy, do đó mà không triệu chứng thì chúng ta hãy theo dõi và chúng ta có thể khuyến khích bệnh nhân là thay đổi lối sống để chúng ta kiểm soát các yếu tố nguy cơ đã, chứ chưa cần thiết phải dùng kháng kết tập tiểu cầu. Và cái hiệu quả của liệu pháp kháng kết tập tiểu cầu kép như là aspirin cộng với clorogel để giảm nguy cơ biến chứng thiếu máu trên bệnh nhân bị bệnh bệnh động mạch chi dưới có triệu chứng thì chưa có dữ liệu tốt, tức là chưa có đủ nghiên cứu để chứng minh cái việc đó. Aspirin cộng clorogel có thể hợp lý để giảm nguy cơ biến chứng chi ở bệnh nhân PAD có triệu chứng sau can thiệp động mạch chi dưới. Thì cái tí nữa sẽ có cái sơ đồ cụ thể về chống độc. Bây giờ với bệnh nhân mà có các cái biểu hiện cấp tính, thiếu máu chi dưới cấp tính, thì chúng ta cần phải đánh giá xem là mức độ thiếu máu chi cấp tính đó ở mức độ nào đã mất, đã có cái biểu hiện của cái tổn thương hệ thống thần kinh tự động hay chưa, tổn thương vận động hay chưa. Nếu mà đã tổn thương cả vận động, tức là chi không thể nhấc được, không thể cử động được ngón chân nữa, tức là mức độ tổn thương rất là nặng, thì cái việc đánh giá là tổn thương chi cấp tính ở mức độ nào là rất là quan trọng. Và cái việc đầu tiên là chúng ta phải cho heparin và giảm đau cho bệnh nhân, và từ đó càng sớm càng tốt. Và từ đó thì sau đấy thì chúng ta sẽ đưa ra được cái chiến lược là chúng ta sẽ phải làm gì. Thì đây là sơ đồ để chúng ta tiếp cận và xử lý các bệnh nhân và tác động mạch chi dưới cấp. Tác động mạch chi dưới cấp thì như vậy chúng ta sẽ là đầu tiên là chúng ta sẽ giảm đau cho bệnh nhân và chúng ta tiêm cái heparin tĩnh mạch cho người bệnh. Sau đó thì chúng ta sẽ đánh giá xem là cái mức độ tổn thương thần kinh tự động ở bệnh nhân đó là như nào. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ đánh giá là cái mức độ là Rutherford 1, 2 hay là 3, sang cái Rutherford 3, tức là irreversible, tức là không thể đảo ngược lại được nữa rồi, thì lúc ấy rất là chán rồi, chỉ còn cắt cụt chi thôi. Còn nếu mà ở cái mức độ là Rutherford 1 và 2 thì chúng ta có thể đánh giá các cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh thật là khẩn trương, để lúc đó chúng ta sẽ đưa đến các cái chỉ định là hút huyết khối, tiêu huyết khối hoặc là phẫu thuật hút huyết khối bằng dụng cụ hoặc là phẫu thuật bắc cầu sớm cho bệnh nhân để làm giảm cái tỷ lệ cắt cụt chi. Chả hiểu sao nó lại cứ hiện lên cái. Và sau đấy thì với các cái nếu mà gọi là tái tưới máu chi thành công, tức là chúng ta có thể lấy huyết khối được, lấy có thể lấy huyết khối được, thì chúng ta sẽ tiếp tục cái việc là tưới máu tiếp cho bệnh nhân dựa vào là chúng ta tìm tòi xem là nguyên nhân cái tắc mạch cấp này là do đâu để chúng ta xử lý tận gốc cái vấn đề đó. Và chúng ta đánh giá xem là cái giường mạch máu của bệnh nhân như nào, và đánh giá kỹ hơn về cái tổn thương mạch máu xem có phải là đây là một cái cục huyết khối nó lấp trên cái nền động mạch sơ vữa hay không, để chúng ta xử lý tiếp theo. Các biện pháp tiếp theo là chúng ta có thể
can thiệp nong mạch hoặc là phẫu thuật tái tiêu máu cho chi. Còn nếu mà không phải như vậy thì chúng ta sẽ điều trị nội khoa và chúng ta điều trị cái bệnh nền. Và trong trường hợp mà Rutherford 3 thì lúc đấy là bệnh nhân chỉ còn có mỗi chỉ định là cắt cụt chi. Thế thì thiếu máu chi dưới cấp thì người ta chỉ định là điều trị thiếu huyết khối qua catheter là phương pháp hiệu quả để điều trị bệnh nhân là ở cái mức độ Rutherford từ 1 đến 2A và thời gian dưới 14 ngày. Và cái dụng cụ hút huyết khối thường xuyên được sử dụng với bệnh nhân thiếu máu chi dưới do tắc động mạch ngoại vi. Và một cái biện pháp khác là thiếu huyết khối qua đường catheter và hút huyết khối thì có thể cân nhắc chỉ định với bệnh nhân thiếu máu cấp tính chi dưới Rutherford 2B và có thời gian là trên 14 ngày. Và cái khuyến cáo, đây là khuyến cáo về phẫu thuật. Phẫu thuật tái tưới máu tới khoeo nên dùng tĩnh mạch tự thân với động mạch nhân tạo. Và phẫu thuật bắc cầu tái tưới máu chi thì nên chỉ định với các bệnh nhân đau cách hồi. Đây là các chỉ định về mặt phẫu thuật thì tôi sẽ gửi tới tài liệu tới các bạn. Và chúng ta biết là với các cái tổn thương động mạch ở dưới gối thì các cái kết quả phẫu thuật rất là hạn chế, bởi vì ngay sau khi bắc cầu là cái tổn thương nó có thể là tắc ngay hoặc là tắc cầu hoặc là tắc miệng nối, thì đấy là những cái tổn thương, và đặc biệt là với những tổn thương mà đa tầng thì cái chỉ định phẫu thuật và cái sự duy trì được cái cầu nối đó là cực kỳ khó khăn. Phẫu thuật cũng không nên chỉ định cho các cái bệnh động mạch chi dưới mà tình trạng thiếu máu chi trầm trọng có tiên lượng tiến triển chậm, thì đấy là những cái mà cái người bác sĩ phải cân nhắc với cái việc là cân nhắc với cái việc là chúng ta nên chỉ định ở cái biện pháp nào. Và một cái khuyến cáo về điều trị sau sau can thiệp hoặc là sau hút huyết khối rất là quan trọng. Đấy là trừ khi có chống chỉ định thì tất cả các bệnh nhân đều phải dùng chống nguyên tập tiểu cầu. Và với các bệnh nhân phẫu thuật bắc cầu thì đặc biệt là hai động mạch đùi thì cần phải theo dõi định kỳ, ghi nhận sự tiến triển trở lại của triệu chứng. Ở mình thì có một cái rất là thiếu kết hợp giữa các đơn vị là nội ngoại với nhau. Tức là chuyển bệnh nhân lên, bây giờ thì đỡ hơn rồi, nhất là trong mạch mai chúng ta có một cái ekip giữa nội khoa, chẩn đoán hình ảnh và can thiệp cũng như là phẫu thuật nằm trong cùng bệnh viện, chúng ta có thể kết hợp với nhau và trao đổi với nhau để chúng ta có thể bệnh nhân của chúng ta có thể được theo dõi một cách hệ thống. Chứ trước đây là sau khi phẫu thuật xong là cho bệnh nhân ra viện, thậm chí bệnh nhân là hớn hở đi ra viện không cả cần cầm giấy ra viện lẫn đơn thuốc khi ra viện, đã cứ nghĩ là mổ xong thế là xong rồi. Và sau đấy một thời gian là quay trở lại với một cái chân loét phải cắt cụt do là bệnh nhân sau khi phẫu thuật xong không uống thuốc gì, không theo dõi gì. Và cái việc khám lâm sàng, đo IV định kỳ, kiểm soát các yếu tố nguy cơ cho bệnh nhân sau các cái can thiệp tưới máu chi ở các bệnh động mạch chi dưới cấp tính và mãn tính là hết sức cần thiết. Và cái việc điều trị theo dõi các cái bệnh nhân bị bệnh động mạch chi dưới nó đòi hỏi một cái teamwork. Làm việc theo nhóm của sự kết hợp giữa các cái bác sĩ chuyên khoa. Đương nhiên đầu tiên là bác sĩ về mạch máu. Nhưng bác sĩ mạch máu thì gồm có gì? Nội khoa, ngoại khoa, can thiệp và chẩn đoán hình ảnh. Bên cạnh đó đó thì cái việc các cái điều dưỡng chăm sóc là hết sức quan trọng.
Cái điều dưỡng này có vai trò gì? Vai trò thứ nhất là hướng dẫn bệnh nhân cái phương thức là ngắm nghía bàn chân mình mỗi một ngày, chăm sóc cái bàn chân đó như thế nào, thế rồi là đi ra làm sao, giày dép như thế nào, vân vân. Đấy là những cái hết sức quan trọng. Bác sĩ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, rồi là bác sĩ nội tiết để giúp chúng ta kiểm soát tốt các rối loạn về đường huyết, rồi bác sĩ nội khoa để kiểm soát các cái bệnh lý về nội khoa khác, rồi các cái bác sĩ về chuyên khoa nhiễm trùng để chúng ta đánh giá xem là cái tình trạng nhiễm trùng này thì cái sự đáp ứng kháng sinh nó như thế nào, cần dùng kháng sinh gì, vân vân, để tránh cái tình trạng là bệnh nhân chưa kịp tái tiêu máu chi đã chết vì sốc nhiễm trùng. Rồi các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh cùng với chúng ta thảo luận trên kết quả chụp của bệnh nhân để đưa ra được cái chiến lược là cần phải làm gì một cách hữu hiệu cho người bệnh. Rồi các bác sĩ và các kỹ thuật viên của phục hồi chức năng cũng vô cùng quan trọng. Và bên cạnh đó thì cái công nghệ về các cái dụng cụ chỉnh hình, các đôi dép cho người sau khi đã cắt cụt chi, các cái chân giả là hết sức quan trọng. Và đừng bao giờ quên cái chế độ dinh dưỡng hợp lý cho cái người bệnh đó, bởi vì người ta có dinh dưỡng hợp lý bao gồm có gì, đủ đạm, đủ nước, cai được thuốc lá, không uống rượu. Đấy là những cái rất là quan trọng của chuyên gia dinh dưỡng phải tư vấn cho người bệnh. Và đã không ít những người bệnh động mạch chi dưới sau khi mà trở nên tàn phế, tức là sau khi bị cắt cụt chi thì bị rơi vào bệnh lý trầm cảm, nên là rất cần sự sự động viên điều trị của các cái nhà tâm lý liệu học, các nhà xã hội học để giúp cho bệnh nhân có một cái tiến triển tốt hơn. Và đây là là cái sơ đồ để sơ đồ về các cái chỉ định thuốc điều trị cho các bệnh nhân bị bệnh động mạch chi dưới về mặt điều trị chống đông. Thì chúng ta nhìn thấy trên sơ đồ này là không triệu chứng này, có triệu chứng này và sau tái tiêu máu này. Thế thì không triệu chứng thì như thế là chúng ta chỉ cần theo dõi thôi, mà không cần thiết phải dùng chống ngưng tập tiểu cầu. Có triệu chứng thì chúng ta sẽ lựa chọn một cái thuốc chống ngưng tập tiểu cầu hoặc là aspirin hoặc là clopidogrel với khuyến cáo có độ 1A đấy. Và sau sau tái tiêu máu thì nếu mà tái tiêu máu bằng phương pháp can thiệp thì chúng ta tùy vào cái bệnh nhân đó, chúng ta cân nhắc giữa nguy cơ chảy máu và cái lợi ích, và chúng ta sẽ cân nhắc cái thời gian dùng kháng tiểu cầu kép là bao nhiêu lâu, nhưng ít nhất phải là 1 tháng. Sau đó thì chúng ta sẽ về về một thuốc, đó là aspirin hoặc là clopidogrel, và cái thời gian đó phải dùng lâu dài sau sau can thiệp. Còn nếu sau phẫu thuật thì sau khi phẫu thuật xong chúng ta sẽ chỉ cần dùng một kháng tiểu cầu thôi. Chúng ta có thể cân nhắc giữa aspirin và clopidogrel. Còn nếu mà bệnh nhân đó trước đấy đã phải dùng kháng vitamin K rồi, ví dụ bệnh nhân bị bệnh động mạch chi dưới nhưng lại là rung nhĩ chẳng hạn, thì lúc đó chúng ta sẽ dùng chỉ thuốc chống đông thôi mà không cần phải dùng kháng ngưng tập tiểu cầu. Thì bên này chúng ta thấy cái liều aspirin có thể được duy trì từ 75 đến 100 mg một ngày, hoặc là clopidogrel là 75 mg một ngày. Đấy, thì đấy là cái sơ đồ điều trị chống đông. Đây là các cái bệnh nhân mà phải dùng uống thuốc chống đông. Trước khi khi phát hiện ra bệnh động mạch chi dưới thì người ta đã là cái người đang dùng thuốc chống đông rồi. Thế thì bây giờ nếu mà bệnh nhân mà không có triệu chứng của động mạch chi dưới thì chúng ta chỉ điều trị chưa chống đông là vì cái bệnh người người ta đang phải uống thuốc chống đông thôi. Vẫn là monotherapy, là chỉ cái thuốc chống đông đó thôi. Là thế. Còn nếu mà bệnh nhân đang uống thuốc chống đông mà bây giờ là phải can thiệp động mạch chi dưới thì chúng ta sẽ đánh giá giữa nguy cơ
chảy máu và cái lợi ích cho bệnh nhân để đưa ra hai nhóm là nguy cơ chảy máu thấp và nguy cơ chảy máu cao. Với nguy cơ chảy máu thấp thì sau khi can thiệp xong thì người ta sẽ cho kháng phác đồ ba thuốc đấy, phác đồ ba thuốc giống như can thiệp mạch vành ở người Dung Mỹ là chúng ta sẽ cho cái phác đồ ba thuốc hoặc là chúng ta có thể cho dùng chống đông hoặc là một với một trong hai thuốc chống nguyên tử tự cầu double chống đông, tức là thuốc chống đông cộng với aspirin hoặc thuốc chống đông cộng với clopidogrel. Sau đó thì chúng ta sẽ đưa về cái giai đoạn tiếp theo. Sau một tháng đầu tiên thì chúng ta sẽ đưa về cái giai đoạn tiếp theo là chúng ta dùng chống đông cộng với một trong hai thứ hoặc là chúng ta chỉ dùng một loại thuốc chống đông không thôi mà không cần phải dùng kháng nâng tập từ cầu nữa. Còn nếu bệnh nhân có nguy cơ cao của chảy máu thì sau can thiệp mà nong được và đặt stent động mạch chi dưới thì chúng ta sẽ dùng cái monotherapy của kháng nguyên tập tiểu cầu hoặc là dùng monotherapy của cái thuốc chống đông đường uống và chúng ta sẽ tiếp tục duy trì cái liều chống đông đường uống mà bệnh nhân đang dùng. Bây giờ sang cái nhóm bệnh thứ hai. Sang cái nhóm bệnh thứ hai là cái nhóm bệnh cảnh và sống nền. Thế thì cái nho trong cái nhóm bệnh động mạch cảnh và sống nền này thì cái việc đầu tiên rất là quan trọng đấy là chúng ta đánh giá được cái tổn thương hẹp động mạch cảnh này là hẹp động mạch cảnh nào. Thế thì trong hai cái động mạch cảnh, ba cái động mạch cảnh trung, động mạch cảnh trong và động mạch cảnh ngoài thì hai cái động mạch nó liên quan đến tưới máu của não, đó là động mạch cảnh trung và động mạch cảnh trong. Thế thì đánh giá mức độ hẹp thì trong tất cả các trung tâm mạch máu trên toàn thế giới người ta đều áp dụng cái tiêu chuẩn là tiêu chuẩn NASEP. Tiêu chuẩn NASEP đấy, đây là tiêu chuẩn NASEP là bằng công thức là A trừ B trên A. A là gì? A là đường kính động mạch trước hẹp sau chỗ hẹp, đây là động mạch cảnh trung này, cảnh trong này, cảnh ngoài này. A là đường kính động mạch sau chỗ hẹp đó. Trừ đi B là đường kính động mạch tại cái chỗ hẹp nhất, đường kính động mạch còn lại tại chỗ hẹp nhất và chia cho A thì đấy là NASEP. Và chúng ta đánh giá mức độ hẹp động mạch cảnh theo tiêu chuẩn NASEP để chúng ta đưa ra ở cái mức độ là hẹp ở mức độ nào. Sao mà nó thế bây giờ chúng ta xử lý là gì? Nếu mà bệnh nhân đấy mà là một cái hẹp động mạch cảnh mà có triệu chứng như là thiếu máu thoáng qua, thiếu máu não thoáng qua hoặc là đột quỵ trong vòng dưới 6 tháng thì khi đó thì chúng ta sẽ phải xử lý là chúng ta sẽ đánh giá lại cái mức độ hẹp cái động mạch cảnh đó bằng các cái chẩn đoán hình ảnh. Sau đó thì chúng ta sẽ đưa ra các cái phương thức chẩn đoán là tùy vào mức độ hẹp. Ví dụ như hẹp động mạch cảnh ở mức độ 60 đến 90% thì cái thời gian sống mà đánh giá cái thời gian sống là trên 5 năm thì chúng ta sẽ đưa đi đến cái chỉ định là chúng ta sẽ làm cái can thiệp nội mạch cho bệnh nhân và sau đó thì kết hợp điều trị nội khoa. Còn nếu mà chúng ta đánh giá lại mà chúng ta thấy là hẹp dưới 60% thì chúng ta sẽ theo dõi. Còn nếu mà tổn thương là tắc động mạch thì khi đó chúng ta sẽ chỉ định đánh giá cái tuần hoàn đối bên để chúng ta đưa ra cái chiến lược điều trị. Còn đấy là những bệnh nhân mà không có các cái triệu chứng đấy. Còn nếu mà có triệu chứng của đột quỵ não và thiếu máu não thoáng qua thì chúng ta sẽ phải đánh giá ngay từ cái mức độ hẹp là hẹp 50%. Nếu mà tắc thì chúng ta phải tái thêm máu. Hẹp dưới 50% cũng là một cái đã phải cân nhắc về can thiệp bởi vì là bệnh nhân đã có cái triệu chứng lâm sàng là đột quỵ và thiếu máu não thoáng qua. Hẹp mức độ 50 đến 69%
mà có thì lúc đó chúng ta sẽ phải chỉ định các biện pháp về can thiệp tai tương máu chi, tai tai tương máu động mạch cảnh, và cái mức độ hẹp nặng là 70 đến 90%, thì chúng ta sẽ phải cân nhắc giữa cái can thiệp tai tương máu chi và kết hợp với các cái biện pháp điều trị một cách tích cực. Đấy, thì đấy là các cái chỉ định về mặt can thiệp. Còn nếu mà các cái triệu chứng như là xem xét về cái đột quỵ mà thiếu máu não trong vòng dưới 6 tháng, nếu mà không có thì chúng ta kiểm soát bằng theo dõi định kỳ bằng các cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh. Còn nếu mà có các cái triệu chứng là thiếu máu thoáng qua hoặc là đột quỵ thì chúng ta cũng đánh giá bằng các phương pháp chẩn đoán hình ảnh để chúng ta đưa ra được các cái chiến lược điều trị tùy vào mức độ hẹp của người bệnh. À, thì đây là các cái chỉ định can thiệp với các cái nhóm bệnh ở các mức độ hẹp khác nhau. Và người ta thấy là các cái chỉ định can thiệp từ tai tiêm máu động mạch cảnh được chỉ định với các bệnh nhân mà hẹp động mạch cảnh từ 70 đến 90%, khi mà hẹp động mạch cảnh 70 đến 90%, và đặc biệt là tập trung vào các cái bệnh nhân mà có cái và khi đó thì nó sẽ giảm được cái tần suất là đột quỵ và tử vong với dưới 6% và đấy là khuyến cáo cấp độ 1A. Và đây là các cái khuyến cáo về cái đánh giá về các cái tai tiêm máu chi tai tiêm máu động mạch cảnh ở các cái bệnh nhân, thì người ta thấy rằng là cái khi mà chúng ta quyết định là cái việc tái tiêm máu ở những bệnh nhân mà hẹp động mạch cảnh có triệu chứng ở mức độ hẹp là 99% hẹp động mạch cảnh, càng sớm càng tốt, và đặc biệt là trong vòng 14 ngày khi bệnh nhân có triệu chứng, thì đấy là khuyến cáo cấp độ 1A. Một cái động mạch nữa cũng không kém phần quan trọng, đấy là động mạch sống sống nền vertebral cho các cái bệnh nhân bị bệnh động mạch cảnh, hẹp động mạch cảnh. Thế thì cái động mạch sống nền nó là cái động mạch mà tham gia vào cùng với hai động mạch cảnh trong để tạo thành da Jacques để tưới máu. Nên khi bệnh nhân có hẹp ở những bệnh nhân mà có hẹp động mạch sống nền mà có triệu chứng, thì cái việc tái tưới máu có thể được xem xét đến khi mà cái tổn thương hẹp đấy nó trên 50%. Ở những bệnh nhân mà mới hoặc là có các cái biểu hiện mà thiếu máu não, có những biểu hiện của thiếu máu não, và sau khi đã được điều trị nội khoa một cách rất là tối ưu mà chúng ta thấy bệnh nhân vẫn còn có triệu chứng, thì lúc ấy chúng ta cân nhắc đến cái việc mà can thiệp động mạch sống nền cho bệnh nhân với khuyến cáo cấp độ 2B. Một cái động mạch khác nữa cũng ở vùng trên cổ đấy cũng tham gia vào cái việc nó không phải là động mạch tưới máu não, nhưng nếu nó hẹp thì nó có thể có cơ hội chứng là ăn cắp máu của động mạch sống nền, đó là động mạch dưới đòn. Đấy thì khi mà động mạch dưới đòn hẹp mà có triệu chứng của động mạch dưới đòn như là hẹp hoặc là tắc, thì lúc đó chúng ta cũng sẽ cần phải tái tiêm máu cho động mạch dưới đòn, với đấy là với cái khuyến cáo cấp độ 2A. Còn đi vào chi tiết thì chúng ta thấy giờ có rất nhiều vấn đề mà chúng ta sẽ đi vào từng động mạch một, thì chúng ta sẽ có rất nhiều vấn đề. Thế thì với những bệnh nhân mà có triệu chứng đấy như là do hẹp và tắc động mạch dưới đòn đấy, thì cả hai biện pháp là biện pháp tái tiêm máu bằng stent hoặc là phẫu thuật thì có thể được chỉ định. Cái này thì là làm cái gì, làm như thế nào thì tùy vào cái ekip can thiệp cũng như bác sĩ mạch máu chẩn đoán hình ảnh và bác sĩ can thiệp và bác sĩ phẫu thuật để trao đổi với nhau để đưa ra một chiến lược hữu hiệu nhất cho cái người bệnh đó. Và đây là các cái khuyến cáo về 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 can thiệp cũng như là bắc cầu với các cái nhóm bệnh mà bị bệnh động mạch dưới đòn. Đây là cái chỉ định về điều trị chống đông với các cái bệnh nhân mà hẹp động mạch cảnh.
Thế thì cái việc chỉ định và điều trị chống ngực dập tiểu cầu với cái hẹp động mạch cảnh, thì nếu mà bệnh nhân hẹp động mạch cảnh mà không có triệu chứng thì chúng ta có thể chỉ định là cái đơn tiểu cầu, đơn thuốc kháng tiểu cầu là có thể là aspirin hoặc là clopidogrel. Còn với cái tổn thương động mạch cảnh mà đã phải đặt stent á, thì chúng ta ở giai đoạn đầu là chúng ta sẽ cho aspirin cộng với clopidogrel trong vòng ít nhất là 1 tháng. Sau đó thì chúng ta sẽ đưa về cái chiến lược là dùng một thuốc chống ngực dập tiểu cầu thôi. Chúng ta có thể lựa chọn một trong hai thứ là aspirin hoặc là clopidogrel. Đây là theo khuyến cáo của châu Âu năm 2017. Với các cái phẫu thuật của động mạch cảnh thì chúng ta chỉ cần dùng một trong hai thuốc chống ngực dập tiểu cầu là aspirin hoặc clopidogrel, với cái liều là aspirin là từ 75 đến 100 và clopidogrel là 75 mg. Một nhóm bệnh thứ ba trong bệnh động mạch chi dưới, trong bệnh động mạch ngoại vi, đó là động mạch thận và các động mạch khác. Thế bây giờ thì với những đối tượng nào chúng ta phải khảo sát bệnh động mạch thận? Thì tất cả những bệnh nhân mà tăng huyết áp kéo dài thì chúng ta cần thiết phải khảo sát xem là bệnh nhân có hẹp động mạch thận không. Hoặc là những bệnh nhân mà tăng huyết áp nặng ở độ tuổi trên 55 tuổi và bắt đầu có biểu hiện của cái bệnh cảnh của bệnh thận hoặc là suy tim, thì chúng ta cũng cần thiết phải kiểm tra cái động mạch thận cho bệnh nhân. Hoặc là bệnh nhân mà tăng huyết áp và cái có tiếng thổi ở động mạch bụng, và khi chúng ta đặt ống nghe vào động mạch chủ bụng hoặc động mạch thận, chúng ta nghe được tiếng thổi, đặc biệt là thổi thu, thì khi đó chúng ta cần phải nghĩ tới đấy là cái bệnh lý hẹp động mạch thận. Hoặc là cái tăng huyết áp kháng trị, tức là chúng ta kết hợp rất nhiều thuốc điều trị rồi mà vẫn không kiểm soát được được huyết áp, đặc biệt là đã kết hợp đến 4 tư thuốc điều trị huyết áp rồi mà chúng ta vẫn không kiểm soát được huyết áp, thì khi đó chúng ta phải nghĩ tới là liệu bệnh nhân có hẹp động mạch thận hay không. Hoặc là bệnh nhân bị tăng huyết áp mà có những các cái biểu hiện khác như là suy tim cấp hoặc suy thận cấp, hoặc là có bệnh là não do tăng huyết áp, hoặc là bệnh võng mạc ở độ 3, độ 4, thì khi đó chúng ta sẽ cần phải kiểm soát cái động mạch thận. Và ngoài ra thì chúng ta cần phải kiểm soát các cái biểu hiện khác, như là các cái tự nhiên là thấy suy thận mà các không không giải thích được, hoặc là phủ cấp. Thì đấy là những cái mà dấu hiệu mà chúng ta nghĩ tới là chúng ta cần phải kiểm soát động mạch thận. Thế thì việc chẩn đoán bằng các phương pháp chẩn đoán hình ảnh là hết sức quan trọng. Thì cái đầu tiên chúng ta có thể làm được là siêu âm Doppler động mạch thận. Sau đó chúng ta có thể làm thêm các cái chẩn đoán khác như là chụp cộng hưởng từ hoặc là chụp MRCT để chúng ta khẳng định cái mức độ là tổn thương động mạch thận có hay không, ở mức độ nào, và để đưa ra cái chiến lược điều trị. Nhưng cũng lưu ý với các bạn là khi bệnh nhân đã có biểu hiện rối loạn chức năng thận thì chúng ta chỉ định tất cả các biện pháp chẩn đoán hình ảnh cần phải dùng đến chất cận cảm quang, thì chúng ta phải rất là lưu tâm. Thế điều trị huyết áp ở những cái bệnh nhân mà hẹp động mạch thận thì chúng ta biết rồi là chúng ta phải lựa chọn các cái nhóm thuốc mà không nằm trong nhóm chống chỉ định. Thế nếu hẹp hai động mạch thận thì chống chỉ định tuyệt đối là các cái nhóm ức chế tụ thể, ức chế men chuyển. Còn chống chỉ định tương đối là các nhóm ức chế tụ thể, ức chế men chuyển. Và nhóm hữu hiệu nhất với cái tăng huyết áp mà hẹp động mạch thận đấy là nhóm chặn kênh canxi và nhóm giãn động mạch trực tiếp. Và chúng ta có thể là cái tái tia máu, không bắt buộc phải tái tia máu cho tất cả các bệnh nhân bị hẹp động mạch thận được phát hiện do xơ vữa. Mà chúng ta trong trường hợp mà tăng huyết áp hoặc là có cái biểu hiện của hẹp động mạch thận mà liên quan đến cái việc là biểu hiện là suy suy thận mà liên quan đến việc nghĩ tới
hoặc là do hẹp động mạch thận, loạn sản xơ cơ, thì chúng ta có thể dùng cái biện pháp là nong bóng động mạch thận hoặc là stenting với chỉ định cấp độ 2A. Ngoài ra thì còn có một cái chỉ định cấp độ 2A nữa là trong trường hợp mà cái có cái chỉ định mà can thiệp động mạch thận đấy hoặc là phẫu thuật động mạch thận đấy, thì cái đấy là chúng ta sẽ cân nhắc trên dựa trên cái tổn thương của cái động mạch thận đó để chúng ta đưa ra được cái chiến lược là chúng ta sẽ can thiệp đặt stent hay là chúng ta phẫu thuật cho bệnh nhân. Còn một cái tổn thương nữa là cái tổn thương động mạch mạc treo tràng. Cái tổn thương động mạch mạc treo tràng thì đây là một cái tổn thương mà gần đây chúng ta cũng khá là gặp mà trong lâm sàng. Thế thì cái biểu hiện lâm sàng nào để chúng ta nghĩ tới là bệnh nhân này có các cái bệnh lý về động mạch mạc treo tràng? Đó là gì? Là bệnh nhân ăn vào thì đau bụng và ăn vào thì trướng bụng. Thì ngoài cái chuyện là viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày ra, thì chúng ta nghĩ tới trên một cái người mà có yếu tố nguy cơ của xơ vữa động mạch thì nghĩ tới rằng là bệnh nhân bị xơ vữa và hẹp động mạch mạc treo tràng. Thì chúng ta cũng chẩn đoán bằng các phương pháp chẩn đoán hình ảnh, mà đầu tiên phải là phương pháp siêu âm, sau đó thì chụp cắt lớp hoặc là chụp mà cộng hưởng từ để chúng ta đưa ra cái chẩn đoán và cái hẹp động mạch mạc treo tràng đó nó có thể kết hợp với tổn thương hẹp của các động mạch khác. Và chúng ta biết là có một cái bệnh lý mà gây hẹp động mạch mạc treo tràng thường gặp hơn đấy, đấy là cái bệnh Takayasu. Thì Takayasu là cái tổn thương lớp bao dưỡng động mạch và nó có thể tổn thương nhiều động mạch, có thể cả mạc treo tràng, có thể cả 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 các động mạch tạng khác nữa, và động mạch thận nữa. Thì cái đó chúng ta cần phải chẩn đoán, làm cái phương động tác chẩn đoán lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh trước khi đưa đến cái chiến lược điều trị là cho bệnh nhân là làm cái phương pháp điều trị nào. Thế thì với cái bệnh nhân mà có nghi ngờ là tổn thương động mạch mạc treo tràng hoặc là tắc hoặc là hẹp đơn thuần cái động mạch mạc treo tràng thì chúng ta cần phải làm cái chẩn đoán một cách chính xác và chúng ta cẩn thận trong cái việc lựa chọn cái phương pháp điều trị. Thì với bệnh nhân mà có triệu chứng của nhiều các cái động mạch mạc treo tràng bị tổn thương đấy thì cái việc tái tia máu thì được khuyến cáo với cấp độ 1C. Và với những bệnh nhân mà có nhiều triệu chứng của nhiều động mạch mà không có cái chỉ định tái tia máu thì cái việc điều trị nội khoa cũng là rất là quan trọng. Thì đấy là toàn bộ cái phần về bệnh động mạch chi dưới, bệnh động mạch ngoại vi mà tôi đã trình bày với các bạn, bao gồm có ba nhóm bệnh là bệnh động mạch chi dưới, bệnh động mạch cảnh và bệnh động mạch thận và mạch treo tràng, nó nằm trong nhóm bệnh động mạch. Còn một cái nhóm bệnh nữa là bệnh động mạch trung bụng, thì nó là một cái tôi nghĩ rằng là nó rất là lớn mà không thể xếp vào cái phần giảng của bệnh động mạch ngoại biên này được, thì nó là một phần riêng, nó là một chương riêng bệnh động mạch trung bụng và một chương nữa là bệnh động mạch vành. Thì có các báo cáo viên khác sẽ giảng lớp về hai cái bệnh lý đấy. Tôi đã kết thúc phần bài 1 của mình. Thì các bạn có câu hỏi gì thì các bạn có thể đặt câu hỏi trong vòng 5 phút.